Vâng, kênh Hồng Lan xin kính chào quý vị và các bác nhé. Thì hôm nay kênh Hồng Lan xin mời quý vị và các bác cùng theo em vào cái vườn để cũng chuẩn bị xuống giống vào số mật hoa nhé. Công tác em chuẩn bị xuống giống các bác ạ. Thì hôm nay thì em sẽ xuống giống một số dòng 5 cánh trắng ha, 5 cánh trắng HO. Thì nói chung bây giờ thì 5 cánh trắng HO nó là một cái dòng mặt hoa rất là rẻ so với cái thị trường của 1-2 năm trước nha. Đấy, nhưng vì kinh tế thì nhà vườn vẫn xuống giống để cung cấp cho các bác yêu lan. Ở đây là cái dàn thì nhà vườn đã cho xuống giống rồi nhá. Thì ở đây thì những cái vừa mới xuống giống xong ở những cái kỳ nhỏ đấy, được tách từ trên thân xuống. Thì trong quá trình thì trồng lan thì cũng gặp rất nhiều là cái khó khăn cho các nhà vườn ha. Thì cũng mong rằng thì cho trên các cái thị trường lan thì hiện tại thì sẽ cho các bác được những cái mặt hoa để các bác sưu tầm và chơi những cái dòng hoa lan có những cái mặt bông thật là đẹp nhé. Đây là cái dàn HO các bác ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng lên cái dàn để xem và chúng ta ấy một số cái mặt hoa nhé. Thì ở đây chỉ có Phú Thọ này, HO, Hồng Yên Thủy đấy các bác ha. Thì kênh Hồng Lan xin cảm ơn quý vị và các bác đã dành thời gian theo dõi video nhé. Ở đây bên đây là cái chậu mít nhé, là chậu lá mít thân thủ các bác. Đấy, bác nào yêu mít thì có thể liên hệ với em nhé. Đấy, dòng thân mít thân thủ rất là đẹp các bác. Rồi, bác nào yêu mến kênh thì nhớ like và ủng hộ cho kênh của em Hồng Lan TV được phát triển tốt hơn nhé. Đấy, kênh Hồng Lan thì cảm ơn quý vị và các bác rất nhiều nhé. Vâng, ở đây là những cái dàn giống các bác ạ. Bác nào có sưu tầm thì cũng có thể liên hệ với nhà vườn ha, và trực tiếp với ở phần bình luận bên dưới của kênh em Hồng Lan TV nhé. Đây là những kỳ lâm nhất của các bác ạ. Đấy, đây là dòng Phú Thọ. Bên đây là những cái dòng HO. Thì hai cái mặt hoa này bây giờ thì chúng ta chỉ có làm hoa và bán cho các bác, và các bác sưu tầm, những bác nào chưa có giống thì các bác sưu tầm ha. Đây là cái quang cảnh của cái nhà vườn nhá. Đấy, cảm ơn các bác đấy, luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh của Hồng Lan TV nhá. Dạ vâng, thì cái không gian vườn thì cũng khá là rộng ha các bác. Còn ở trên đây thì là những cái chậu nái HO nha các bác nha. Đấy, bác nào có thích yêu cái chậu lái thì cũng liên hệ với em nhé.
Là kênh Hồng Lan xin cảm ơn quý vị và các bác đã dành thời gian theo dõi video nhé. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bác ở các video lần sau. Và các bác nào yêu mến kênh nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh em Hồng Lan TV. Và theo dõi những cái clip tiếp theo của em kênh Hồng Lan TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.